Alo Tại hả Xin kính chào chư vị vinh đệ chứ hả à, Hôm nay mình à, mở đầu video với một lời chào à, à, bằng à, kiểu như là giọng người Việt nói tiếng à, Trung Quốc ha các bạn ha à, Kính chào chư vị vinh đệ chứ hả thì à, các bạn à, Người Việt Nam mình á, ví dụ nghe nói là bạn ấy là gốc người Trung Quốc Thì mình sẽ uh, nói vui như vậy ha Mình chào bạn ấy bằng tiếng uh, Trung Quốc uh, Mà vui á, chào vui đó Nói vui, nói vui với nhau giống như là cái thời mình á Khi mình còn ở Việt Nam á, cách đây là hơn 30 năm á Mà hãy mà uh, Bạn ấy ở Sài Gòn thì nhiều người gốc Hoa đó bạn Đấy, Bạn ấy nói là bạn ấy mà là người gốc Hoa Thì mình uh, Bọn mình hay đùa nhau nói là ngộ ái nhị à, nhị ái ngại à, nhị bỏ chạy, ngộ ái chạy ha. Đó, à, cũng như là các cái danh hài như danh hài Bảo Trung cũng thỉnh thoảng là à, nói à, tiếng Hoa nữa ha. nhại vậy. Thì, à, hôm nay mình à, chào các bạn như vậy để mình nói với các bạn là có một bạn đã lên một video và nói rằng là bạn ấy cảm giác là bị cụ kỳ thị khi mà bạn chăm sóc cụ ấy thì uh, uh, cụ ấy lại nói uh, kiểu chung chung chẳng chẳng gì đó uh, bởi vì uh, cụ nghĩ là bạn là người trung quốc đó là cụ ấy nói như vậy thì bạn ấy nói là cảm giác là như là họ kỳ thị mình uh, thầy mình uh, mình rất là thông cảm với các bạn là các bạn là mới ở Việt Nam qua ở Đức à, và học nghề mới được một hai năm thôi các bạn chưa ở lâu như mình thì ở lâu như mình á thì mình đã gặp những trường hợp đó hoài à thì giống như mình vừa rồi mình chào các bạn bằng tiếng hoa thì khi người Đức mà họ gặp một người châu Á họ nghĩ cứ họ cứ nghĩ người châu Á là người Trung Quốc bởi vì nước Trung Quốc lớn và người Đức nhất là người bên Tây Đức thì họ biết Uh, Trung Quốc nhiều hơn là Việt Nam đó người dân bên Đông Đức vì cái thời mình hợp tác lao động cho nên là họ biết người Việt Nam nhiều hơn họ hiểu uh, biết về đất nước Việt Nam nhiều hơn và cái lời nói của họ khi mà nghe nói là bạn là người Trung Quốc họ sẽ hay dùng những cái từ trùng khản trùng trang gì như vậy đó ha ý họ nói người Trung Quốc uh, cái âm phát ra nói như vậy đó đó là một kiểu nói đùa của cụ một kiểu nói vui nhưng mà vì là bạn ấy không hiểu cái văn hóa của người đức cho nên bạn ấy là có cảm giác là cụ chế nhạo cụ kỳ thị bạn thì đó là một điều rất buồn cho cả hai cho bạn và cho cụ nữa nếu như cụ hiểu rằng là bạn cảm thấy là uh, cảm nghĩ của bạn là kỳ thị cụ nói như vậy là kỳ thị cụ sẽ rất buồn uh, cụ nói vui với bạn thì bạn lại nghĩ là bị kỳ thị còn bạn thì không hiểu. Đó, không hiểu là cụ đùa với mình. Mà sẽ ấm ức trong bụng. Nói là mình đã xoa cái em cho cụ. Chăm sóc cụ. Mà sao cụ lại có cái thái độ như vậy với mình. Do là cả hai không hiểu nhau các bạn. Thì mình cũng mong rằng các bạn là khi học trong tất cả các ngành. Không phải riêng ngành điều dưỡng. Mình nên là chú ý tìm hiểu cái văn hóa của người Đức cái ứng xử của họ khi họ thấy mình là người nước ngoài làm việc với họ tiếp xúc với họ ứng xử của họ cái ứng xử nào là tôn trọng mình cái ứng xử nào là có vẻ là coi thường mình đó mình phải tìm hiểu cái đó ờ thì mình mới đỡ bị là ấm ức trong lòng đỡ bị cái ức chế đỡ nghĩ sai về họ cũng như là nếu mình nghĩ sai về cái ứng xử đó rồi mình cứ ám ức trong lòng là tội cho mình lắm đó, mình cảm thấy mình bị kỳ thị mình bị là giảm cấp xuống vì không được người ta tôn trọng thì là cũng khổ cái thân mình vừa tội cho mình mà cũng oan cho người ta bị cái văn hóa của người ta là như vậy ha các bạn ha mình tìm mình uh, trong lúc làm việc lúc học tập mình tìm hiểu thêm mình có thể, thể xem trên phim đức là uh, tại vì các bạn không hiểu tiếng đức nhiều cho nên xem phim các bạn nhàm chán mình chỉ nói là cái sự uh, khác biệt văn hóa nó sẽ đưa tới những cái hiểu làm nhau đó thì mình sống lâu hơn thì mình hiểu cái câu nói của cụ là câu nói đùa còn bạn thì mới qua bạn hiểu câu nói của cụ là câu nói có vẻ là coi thường có vẻ là kỳ thị đó uh, hai cái hiểu nó khác nhau sẽ đưa tới hai cái thái độ ứng xử khác nhau hai bạn ha. À, thì mình mong các bạn là nếu mà như mình đã nói rồi nếu các bạn cảm thấy mình à, bị kỳ thị hay cái gì đó thì các bạn nên là tốt nhất trao đổi với thầy cô của mình thầy cô dạy mình đó người ta là người đức người ta là người dạy mình thì trong cái nền giáo dục là người ta sẽ hướng dẫn mình nhiều hơn mình sẽ về nói là cụ nói như vậy là ý cụ làm sao hỏi thầy cô thì thầy cô sẽ giải thích cho mình hoặc là các bạn hỏi những người ở Đức Lâu như mình nè là người ta nói như vậy á thì là ý người ta là sao ha có nhiều giống như câu cửa miệng của người Đức câu vui như thế này bạn bè lâu ngày không gặp nhau á giống như hôm qua mình cũng vừa gặp một anh bạn là một anh người Đức mình cũng có nói chuyện ở nãy đâu cách đây là bốn năm năm gì đó giờ tự nhiên mình gặp lại hai đứa tình cờ gặp lại là câu đầu tiên người Đức hay nói là left to north Tức là bảo mày còn sống à Đó Người Việt mình nếu không hiểu Thì Thì nghĩ là nó trù cho mình chết <laughs> Nó trù cho mình chết đó là nó mày còn sống à đó. Người Đức câu nói vui của họ như vậy Lâu ngày không gặp nhau Là nói là let's do not đó mày, <laughs> mày còn tồn tại trên cõi đời này à Cả hai Mình và và anh ấy Cả hai đều thốt ra câu đó bạn Đó là một câu cửa miệng đó là một câu nói đùa thì cái cái câu của miệng của cụ khi nghe bạn nói bạn là uh, bà cũng nghĩ bạn là người Trung Quốc thì bà cụ nói là Trùng Chi cha Chủ Chẳng ha uh, thì mình mong là các bạn xem video của mình các bạn sẽ hiểu hơn cái văn hóa của người Đức mình nên là sống trong xã hội Đức mình nên tìm hiểu cái văn hóa của họ thì mình sẽ hòa nhập với họ tốt hơn mình sẽ có những cái suy nghĩ tích cực hơn ha uh, với lại là bạn cũng đã xem cái video mình chia sẻ hai bạn trẻ bạn nói là các cụ khi được học là người ta cũng dạy là các cụ có thể bị uh, quên trí nhớ các cụ có những phản ứng có thể là đánh mình mà đánh trong cái cái vô thức đó tức là khi người ta già bị cái bệnh đó người ta không biết là người ta những hành động đó là hành động gì người ta không có điều khiển được thì nếu mà mình uh, không hiểu cái văn hóa không hiểu cái tâm lý này mình lại nói là cụ đánh mình cụ kỳ thị mình thì tội cho cụ lắm ha tội cho bản thân mình nữa tội lắm à, mình kể một câu chuyện vậy nè cách đây 10 năm đó thì bạn mình á có à, quen một à, bây giờ hai người đã lấy nhau rồi có quen một à, bạn à, qua đây làm opem mấy chèn là chăm sóc trẻ đấy thì quen nhau thì uh, khi lấy nhau về thì lúc đó là hai bạn còn ở chung cái làng với mình. Thì cái bạn nữ lúc đó mới 2 3 tuổi thôi, bạn qua đây bạn thấy tờ báo uh, mình đọc uh, báo hàng ngày ở Đức các bạn, có tờ báo gọi là tờ báo bi uh, mình không được phép đưa lên đây lấy hình ảnh nó đưa lên người ta bảo mình vi phạm bản quyền ha. Thì uh, cách đây là uh, hơn 5 năm uh, là cái tờ báo bi là một tờ báo là có doanh số bán chạy nhất nước Đức tờ báo ấy nói về mọi chuyện uh, trong xã hội đời sống ha thì cái trang đầu của tờ bìa của tờ báo lúc nào cũng đăng một uh, cô gái là cởi trần ha. khoe ngực các bạn ha. và có những hàng chú thích là vui vẻ ở dưới chẳng hạn như là báo uh, hôm nay trời nắng đẹp thì uh, sau một thời gian mùa đông lạnh lẽo Anna là tên cô gái là ra để mà thụ hưởng cái ánh nắng mặt trời ha À, như mình đã nói là người Đức là họ rất thích phơi nắng ha thì các bạn nữ ấy nói nói chứ bạn ấy phàn nàn nói chứ là sao báo Đức họ kỳ cục suốt ngày đăng hình ảnh hình ảnh mà khỏa thân trước ngay trang bìa mà đăng nửa trang các bạn lúc đăng bự chà bá lên ha? đấy bạn ấy là thấy khó chịu ha? mình mới cười mình nói chứ là em mới qua thôi cái văn hóa Đức nó nó là như vậy Người ta cũng chả quan tâm tới hình ảnh những cô gái này đâu Vui vậy thôi Nói mà mỗi cô mà chịu cho báo đăng chụp ảnh như vậy là được trả 500 euro các bạn Đó. Văn hóa của người Đức họ là như vậy Đó. Họ coi vui thôi Và cái hình ảnh khỏa thân này đối với họ không có cái, cái nghĩa dung tục Đó. Cái người Việt Nam mình là cái văn hóa của mình là kính đáo nhất là phụ nữ Mà phơi bày như thế này thì các cụ quánh chết luôn nha mày lấy 500 mày mày cho người ta nhìn như thế này hả nhưng mà ở bên đức á hỏi các cô gái báo có từng hỏi là thế mẹ em á nhìn thấy em lên báo vậy mẹ em bảo sao đấy người ta còn hỏi đó nghĩa là hỏi người mẹ là nếu thấy con gái mà nó lấy 500 nó chụp hình nó đăng báo thế này thì người mẹ nghĩ sao Nên cô gái trả lời mẹ em nói là sơn đẹp con gái mẹ đẹp lắm đó. tức là cái văn hóa người đức họ khác mình thì khi các bạn đi làm việc khi học tập thấy cái văn hóa gì nó khác lạ thì các bạn nên hỏi thầy cô ha giống như bạn ấy nói với mình là suốt ngày họ cứ cởi trần đăng như vậy mà họ không biết xấu hổ à Đấy. họ không thấy nó dung tục à mình mới cười mình nói là em mới qua thôi em ở được có hơn năm chứ bao nhiêu đâu Đó. người đức họ là như vậy mà khi các bạn qua Đức, các bạn đến những cái thành phố mà các bạn vào những hiệu sách đó, nhất là ở các nhà ga đó, có những hiệu sách đó, thì các bạn sẽ thấy là sách báo khỏa thân người ta để đầy ở đó. Trẻ em cũng vào nhờ đó nhưng mà không bao giờ các em đi tới cái quầy đó. Tức là họ sống rất là thoải mái. Nha? Bạn vào trong những hiệu sách Đức, những nơi bán quầy sách báo, bạn thấy trẻ em không bao giờ đi đến, đến những cái khu dành cho sách báo người lớn người ta có ý thức rõ ràng và trẻ em nó cũng không, không quan tâm nó chỉ quan tâm những cái gì mà nó nó sẽ đi lại cái khu mà sách báo thiếu nhi Bởi vì ngay từ nhỏ trẻ em minh đức là cha mẹ là ở trong cùng gia đình cha mẹ tắm chung với con khỏa thân trước mặt con là chuyện bình thường các bạn không phải như người việt nam mình người á cho mình là kín đáo vấn đề mà về tình dục á nói ở việt nam mình là một vấn đề là vẫn còn chưa có là thoáng như ở Đức ha. Ở Đức thì con mình 5 tuổi, ấy, học lớp 3, đã được dạy sơ qua về bộ phận sinh dục nam nữ. Và khi lên lớp 5, lớp 6, là lên bậc trung học, là các cháu được học hết tất cả những gì về mà liên quan đến sinh sản. Tức là khi con mình học tới lớp 5. Thì con mình về mới nói chuyện với mình là Con biết là con ra đời như thế nào Và cháu cầm một cái, cái Biển tập nhỏ trên tay đó, Trong đó là In hình tất cả là cái bào thai phát triển Từ một tháng đến khi ra đời như thế nào In hình màu hết Đấy, Con biết là Em bé ra đời như thế nào Cho nên là nếu các bạn mà qua đây Mà sinh con đẻ cái đó, Thì các bạn đừng nghĩ mình giấu giếm các con mình được nha Mình cứ tự nhiên Mình tự nhiên Nha cho nên là các em bé, trẻ em bên này thấy người ta đăng hình khỏa thân trước mặt trăng bìa các em thấy nó bình thường thôi, giống như cha mẹ mình ở nhà thôi nha, không có gì là tò mò hết. Cái văn hóa của họ là nó như vậy. Thì mình mới nói với các bạn là nhiều cái văn hóa nó khác biệt giữa Á và Âu. Thì mình nhắc lại lần nữa là mình nên tìm hiểu để khi mình đi làm, mình đi học mình hiểu cái văn hóa đó mình sẽ không cảm thấy là mình bị kỳ thị mình không cảm thấy là mình bị ức chế để rồi nó ảnh hưởng tới cái công việc làm của mình ảnh hưởng tới việc học tập của mình ha ừ, như mình nhắc lại lần nữa là nếu bạn thắc mắc là cái thái độ đó là bạn không hiểu có phải là uh, vui hay là gì đó đối với mình là họ nói như vậy họ hành xử như vậy là họ như thế nào với mình á không hiểu thì hãy đến hỏi thầy cô hỏi những người Ờ, sống lâu ở đức là họ nói như vậy họ hành động như vậy họ biểu cảm như vậy là nghĩa là gì ha giống như mình mình vô ở trong viện dân lão mình đã kể rồi mình làm thì cái câu đó cái cái từ môi đó mình không hiểu thì họ có vẻ khá khó chịu thôi chứ họ không kỳ thị họ khó chịu là đúng khó chịu là tại sao anh ở lâu như vậy mà anh không biết cái từ đó đó, họ khó chịu chứ bây giờ tôi đi tôi dẫn anh đi lại đó nữa tôi mất thời gian của tôi đó, tôi chỉ cho anh tôi dạy cho anh nữa mất thời gian của tôi họ khó chịu ra mặt để họ muốn cảnh báo mình rằng là mình phải cố gắng lên đó, chứ họ không có kỳ thị đó không phải là thái độ kỳ thị nha bạn đó là thái độ khó chịu bình thường bạn cũng vậy thôi bạn chỉ dẫn một người nào đó chỉ dẫn hai ba lần mà họ không tiếp thu được bạn rất khó chịu đó thì uh, Rồi bạn còn bị áp lực công việc nữa thì mình đối với mình mình thấy họ khó chịu với mình như vậy là chuyện bình thường không phải là chuyện kỳ thị nha bạn bởi vì mình ở lâu rồi mình biết cái đó là chuyện bình thường ha và hôm nay mình cũng nói luôn là ngày hôm qua ở đức là ngày của nghề điều dưỡng đó giống như việt nam mình là có ngày của thầy cô có ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ có ngày, cách đây mấy ngày là ngày doanh nhân Thì hôm qua ở Đức là ngày Của các nhân viên điều dưỡng Thì uh, thời sự có đưa lên là Nói cái tình trạng mà thiếu hụt trầm trọng nhân viên điều dưỡng ở Đức Rất là căng thẳng các bạn, rất là căng thẳng Hiện tại thì Cách đây mấy năm á Là cái việc đào tạo điều dưỡng là thiếu khoảng 200.000 học viên Và hôm qua người ta nói đăng lên là hiện tại thiếu tới 500.000 học viên là nửa triệu lần các bạn tức là các nhân viên điều dưỡng vì cái sự thiếu hụt uh, cả y tế và điều dưỡng là ngày hôm qua là ngày của y tế và điều dưỡng nha Đó là ngày tôn vinh cho những uh, người làm việc trong cái ngành này thì cái sự thiếu hụt trầm trọng này á, đã đưa đến là một sự căng thẳng là ngày hôm qua là nhân cái ngày này thì bộ trưởng bộ y tế có nhắc đến một cái chuyện là lương điều dưỡng có người phải nghĩ tới con số 4.000 euro một tháng hay không đó và chính phủ phải đưa ra tức là thời sự nói là chính phủ phải đưa ra những cách thức nào đó giải quyết cái vấn đề thiếu nhân lực cái nguồn nhân lực đào tạo và cái vấn đề lương cho người ta cho thỏa đáng bởi vì những người làm việc trong ngành uh, chăm sóc sức khỏe hiện tại đang rất cân thẳng căng thẳng trong công việc làm nhiều làm mệt vì thiếu nhân lực phải tròn đầu này tròn đầu kia thời gian làm nhiều công việc áp lực nhiều mà cái mức lương như vậy là không thỏa đáng Đó, và chính phủ phải có cái chính sách để đào tạo thêm uh, nguồn nhân lực cung cấp cho cái ngành này các bạn thì như vậy là đối với người việt nam mình nếu các bạn nào có xu hướng đi ngành điều dưỡng thì các bạn sẽ rất được nước đức ưu tiên có nhiều cái chính sách hỗ trợ ưu tiên và sẽ cấp visa nhanh chóng cho các bạn ha à, đó là cái thông tin mà hôm qua mình coi thời sự người ta nói đó thì à, mình hôm nay mình sẽ đưa cái đường link của cái bạn ấy bạn ấy nói à, để các bạn xem ha còn thời sự mà nó nói đó thì các bạn có thể mở lại thời sự đức à, xem ha tạm biệt các bạn mình à, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua và cũng cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe mình và điều quan trọng nhất mình muốn chia sẻ với các bạn là hãy cố gắng học đi cố gắng học đi mình sẽ chia sẻ nhiều với các bạn nữa có một bạn vừa uh, viết comment cho mình là cái thời mình đó, sướng quá hà đi qua không cần học tiếng đức không có tốn đồng nào ha <laughs> còn thời bây giờ tùm lum tà la nào phải học tiếng đức nào tốn chi phí nào đủ thứ ha thì mình sẽ làm video chia sẻ về cái vấn đề này ha các bạn ha nó hay lắm đó mình chỉ nhắn nhủ một bạn một điều là trong cuộc sống cái gì nó cũng có cái giá của nó cái nỗ lực của mình nhất là mình ở mình qua bên đức nha các bạn nỗ lực học tập làm việc của mình luôn luôn với xứng đáng với công sức mình bỏ ra đó ở đức càng học nhiều thì thu nhập về sau càng cao và làm việc nó nhàn như vậy đó ở đức nó như vậy đó mình nói với con mình luôn 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 nói với mình là học cực nhưng mà ra làm nhàn lương cao đó còn học mà học nhàn nhàn thì ra làm cực lương thấp đó. nó luôn luôn là như vậy ở đức ha hầu như nó là như vậy thì các bạn hãy nỗ lực đi học tiếng đức học văn hóa học nghề nghiệp thì cái nỗ lực của bạn chỉ cần có 3 năm thôi các bạn 3 năm và thêm là một năm học tiếng ở việt nam là 4 năm đi 4 năm mà cả cuộc đời của mình đi trên một con thuyền nó cái con đường của mình nó nó đẹp đẽ nó tốt đẹp hơn rất là nhiều thì đừng có ngại khó ha. Chứ mình ngại khó mình chỉ cần có 4 năm để mình vượt vượt cái thác để mình hóa rồng mà mình không vượt thì mình vẫn là con cá chép ở dưới hoài nha các bạn ha. Tạm biệt các bạn ha, mình cứ dài dòng. Thôi chào các bạn, mình biến đây không dài dòng nữa. Tại hạ biến đây nha.